Và sau đây là phần tin Á châu thưa quý vị. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm thứ ba đã bất ngờ thực hiện một chuyến đi không báo trước đến thành phố Kyiv để gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật Bản xuất hiện ở tại vùng chiến sự kể từ thời đại nhị thế chiến. Sự kiện này nhấn mạnh đến sự ủng hộ mạnh mẽ của Tokyo đối với Kyiv trong cuộc chiến để chống lại quân xâm lược Nga. Thủ tướng Kishida là nhà lãnh đạo duy nhất của nhóm quốc 7 quốc gia giàu có tức là khối G7 chưa đến thăm Ukraine là quốc gia nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Nhật Bản trong cuộc chiến để chống lại sự xâm lăng của Nga. Tổng thống Zelensky đã cho đăng đoạn phim quay cảnh mà ông chào đón Thủ tướng Kishida, người mà nhà lãnh đạo của Ukraine gọi là người bảo vệ thật sự mạnh mẽ cho trật tự quốc tế và là người bạn thâm niên của Ukraine, ngay ở tại trung tâm thành phố Kiev. Trước cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Nhật đã đi thăm thị trấn Bucha, nơi có hơn 400 thường dân đã bị thảm sát vào năm ngoái và địa danh này đồng nghĩa với sự tàn bạo của quân đội Nga trong chiến tranh. Ông Kishida đã đặt một vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài một nhà thờ và cúi đầu mặc niệm. Sự có mặt của Thủ tướng Kishida vào hôm thứ Ba ở tại Ukraine trùng với chuyến viếng thăm Moscow của Tập Cận Bình, theo hãng tin AP đưa tin. Chuyến đi bất ngờ này của ông chỉ diễn ra vài giờ sau khi ông gặp gỡ ông Narendra Modi là Thủ tướng của Ấn Độ ở ngay tại New Delhi. Trước cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine, Nhật Bản có những phản ứng nhanh chóng vì lo ngại một cuộc chiến tương tự có thể xảy ra ở vùng Đông Á, nơi mà quân đội Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng và làm leo thang căng thẳng ở Đài Loan. Quân đội Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận với quy mô lớn giữa lực lượng không quân và hải quân. Thông tấn xã CAN của Đài Loan cho hay, hôm 21 tháng 3 vừa qua, các lực lượng vũ trang của Đài Loan bắt đầu các cuộc tập trận với sự tham gia của không quân và hải quân để gia tăng khả năng hoạt động chiến đấu chung giữa hai lực lượng này. Các cuộc tập trận sẽ kéo dài cho tới thứ Năm, 23 tháng 3. Và các cuộc tập trận nói trên cũng có sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16V và Mirage 2000, máy bay chiến đấu siêu thanh do Đài Loan tự chế tạo là Indigenous Defense Fighters hay còn gọi tắt là FCK-1 Ching Kuo. Cuộc tập trận này còn có sự góp mặt của máy bay giám sát hàng hải và chống tàu ngầm P-3C. Máy bay trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm S-70C và máy bay không người lái. Ngoài ra, một cuộc hội thảo cũng được tổ chức tại căn cứ không quân phía Đông ở Đài Loan, nơi mà các phi công huấn luyện được trau dồi thêm về khả năng chiến đấu của các chiến đấu cơ như là F-16V, Mirage 2000 và FCK-1 Chinkuo. Các cuộc tập trận diễn ra trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực eo biển Đài Loan khi mà máy bay chiến đấu của Cộng sản Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và tàu chiến của Trung Quốc cũng thường có mặt tại khu vực eo biển rất nhạy cảm này. Cổ phiếu của HSBC bị bán mạnh tại Hồng Kông vì những lo ngại liên quan đến bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Cổ phiếu của HSBC dẫn đầu đà giảm của cổ phiếu tài chính được niêm yết ở tại Hang Seng Index. Trong phiên giao dịch đầu tuần, Tính cho đến ngày hôm qua thì cổ phiếu của ngân hàng Anh đã giảm đến 7,25%. Đây là mức giảm lớn nhất trong gần 6 tháng qua. Trong khi đó, Hang Seng Index cũng đã giảm 682 điểm, tương đương với khoảng 3,52%. Đây cũng là chỉ số giảm mạnh bậc nhất ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Marvin Chen là nhà phân tích ở tại Bloomberg Intelligence, cho biết là thương vụ mà UBS mua lại Credit Suisse đã khiến cho một số nhà đầu tư phải chịu tổn thất nặng nề. Điều đó khiến cho nhiều người đang xem xét lại ngành tài chính toàn cầu để ước tính những rủi ro đối với những khoản đầu tư của họ. Trong khi đó các nhà quản lý quỹ dự phòng và các nhà đầu tư lớn thì tin rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định tình trạng hỗn loạn ở trong lĩnh vực tài chính toàn cầu đã được làm sáng tỏ, ngay cả khi các khoản hỗ trợ lớn được tung ra để nhằm bình ổn tâm lý thị trường. Hai tuần qua đã có hai ngân hàng tầm trung của Mỹ bị sụp đổ. Trong khi đó, các ngân hàng hàng đầu ở phố Wall đã phải bơm đến 30 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ một ngân hàng yếu kém khác đó là First Republic Bank. Hai ngày cuối tuần, các bên cũng đã nỗ lực đàm phán để đạt được thỏa thuận giúp cho UBS tiếp quản Credit Suisse với giá là hơn 3 tỷ Mỹ kim, tức là chưa bằng một nửa giá thị giá của ngân hàng này. Michael Rosen là giám đốc đầu tư của công ty tư vấn Angeles Investment, có trụ sở tại Santa Monica, nói rằng Thỏa thuận giữa UBS và Credit Suisse đã giúp loại bỏ một mối bất ổn tiềm tàng. Tuy nhiên, những vấn đề ở trong hệ thống ngân hàng không biến mất, và chủ yếu chúng đến từ chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Một số người thờ phào nhẹ nhõm ở trong thương vụ của hai ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ. Số khác thì lại lo lắng rằng số 3.2 tỷ Mỹ Kim mà UBS sẽ trả ít hơn rất nhiều so với thị giá là 9.5 tỷ Mỹ Kim của ngân hàng này tính theo viên giao, phiên giao dịch cuối tuần trước là điều khiến cho thị trường không coi thương vụ này là một thỏa thuận tích cực. Rất nhiều phụ nữ tại Nam Hàn hiện nay kết hôn sau khi họ đã hơn 40 tuổi. Hai năm liên tiếp vừa qua, đất nước Nam Hàn ghi nhận số phụ nữ kết hôn ở tuổi trung niên cao hơn so với những cô dâu ở tuổi 20. Nhật báo The Korea Herald trích dẫn kết quả thống kê của cơ quan thống kê Nam Hàn cho hay. Theo số liệu này thì có tới 10.949 cuộc hôn nhân của phụ nữ trong độ tuổi từ 40 cho tới 44 tuổi vào năm 2022, vượt xa so với con số 10.113 cuộc hôn nhân của các phụ nữ trong độ tuổi từ 20 tới 24 tuổi. Mức chênh lệch có phần trái ngược như thế, lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 2021 kể từ khi cơ quan này tổng hợp các dữ liệu vào năm 1990. Số lượng các phụ nữ kết hôn lần đầu tiên ở độ tuổi 20 thấp hơn 93% so với 25 năm trước, do thanh niên tại Nam Hàn hiện nay lập gia đình rất muộn. Trong khi đó, số cô dâu ở độ tuổi ngoài 40 tăng từ 7.322 lên tới gần 11.000 người trong cùng thời gian. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho cả phụ nữ lẫn nam giới tại Nam Hàn kết hôn ngày càng muộn hơn. Trong đó, họ mất nhiều thời gian hơn để kiếm một công việc ổn định hoặc là chuyện mua nhà cũng được coi là một lý do khiến cho độ tuổi kết hôn của người dân Nam hàng hiện nay tăng lên so với các thế hệ trước kia. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy việc kết hôn không còn là điều bắt buộc đối với nhiều người. Rồi chuyện nữ giới lập gia đình ngoài 30 tuổi không phải là chuyện lạ. Độ tuổi kết hôn trung bình hiện nay là 30-39. Gần một nửa số phụ nữ kết hôn vào năm 2021 họ có độ tuổi từ 30 tuổi trở lên. Nhìn chung thì giới thanh niên Nam Hàn có nhiều lý do từ chối lập gia đình, bao gồm chi phí nuôi con đắt đỏ, giá nhà cửa không hợp túi tiền, triển vọng về việc làm u ám và thời gian làm việc thì căng thẳng. Riêng phụ nữ Nam Hàn không chấp nhận cuộc sống thụ động. Họ đã tổ chức rầm rộ các phong trào như là Me Too, là phong trào thành công nhất tại châu Á, đến từ các nhóm như là phobi có nghĩa là bốn không thứ nhất là không hẹn hò thứ hai là không tình dục thứ ba là không kết hôn và thứ tư là không nuôi dạy con cái trào lưu quay clip nhảy múa ở trên tiktok đang gây nguy hiểm giao thông đang bị cấm ở tại Ấn Độ giới chức trách ở các địa phương Ấn Độ đang giáo diết ngăn chặn những người dùng mạng xã hội quay video ở tại một số địa điểm mang tính biểu tượng đặc biệt là thiêng liêng những hành động này thường gây rủi ro không chỉ cho chính người quay video mà còn cho những người khác Mới đây, tập đoàn đường sắt Delhi Metro vừa đưa ra thông báo cấm quay video nhảy nhót cũng như bất kỳ hoạt động nào có thể làm phiền đến những hành khách khác ở trên tàu. Phát ngôn viên của hãng đường sắt cho biết, cảnh báo tương tự được đưa ra khoảng 5 năm trước nhưng không ngăn được xu hướng này. Do đó, hãng này phải nhắc lại yêu cầu của mình vì có quá nhiều video như vậy xuất hiện gần đây. Ở tại Delhi, cảnh sát buộc phải lắp đặt 45 camera quan sát sau khi một đoạn đường cao tốc ở trên cao dài 10.3 cây số đã trở thành nơi được các nhà sản xuất video clip đổ xô tới trong những tháng gần đây vì có view ngắm toàn cảnh của thành phố. Chụp ảnh và quay video clip từ lâu đã trở thành môn thể thao mạo hiểm ở tại Ấn Độ. Một nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy khoảng một nửa trong số 259 trường hợp tử vong và tai nạn do selfie được báo cáo ở trên thế giới từ năm 2011 đến 2017 đã xảy ra ở tại Ấn Độ đất nước Nhật Bản dạy cho học sinh về cách chơi thị trường chứng khoán từ năm học cấp 2. Công ty chứng khoán có tên là Mitsubishi UFJ Morgan Stanley hồi gần đây đã ký thỏa thuận về chương trình giảng dạy với các trường học tại Nhật Bản để cải thiện kiến thức về tài chính cho các em học sinh. Chương này được đưa ra sau khi ngành giáo dục tài chính trở thành chương trình bắt buộc tại các trường công lập ở Nhật Bản vào năm 2022 cùng với việc quốc gia này vừa hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống còn 18 tuổi. Kể từ ngày 15 tây tháng 2 vừa qua, thì trường học Toshi Magaoka ở thành phố Tokyo đã ký thỏa thuận với công ty chứng khoán Mitsubishi nói trên. Tiếp theo đó, thì các trường học khác như là Edogawa Gakuen Toride thuộc tỉnh Ibaraki, và Senga Kuin thuộc thành phố Tokyo cũng đã ký thỏa thuận lần lượt vào ngày 22 tháng 2 và ngày 9 tháng 3 vừa qua. Theo thỏa thuận nói trên, thì công ty chứng khoán Mitsubishi Morgan Stanley và các trường học này sẽ cùng tổ chức các giờ học từ tháng 4 năm nay để cung cấp cho các trẻ em kiến thức căn bản về thị trường chứng khoán, bao gồm lịch sử của chứng khoán và phương cách lựa chọn cũng như là mua cổ phiếu của công ty này. Các gia đình tại nước Nhật có xu hướng tiết kiệm tài sản bằng tiền mặt nhiều hơn người dân của các nước khác. Theo ngân hàng Nhật Bản cho hay, trong tháng 3 năm 2022, tiền mặt và tiền gửi chiếm tới 54.3% tài sản tài chính của người Nhật, trong khi đó con số này tại Hoa Kỳ và châu Âu lần lượt là 13.7 và 34.5%. Chính phủ Nhật Bản đã tạo ra các chương mục tiết kiệm cá nhân như là Nippon vào năm 2014 để khuyến khích người dân tại Nhật Bản đầu tư vào các quỹ hỗ tương, rồi cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục. Những cải cách như thế cho phép các cá nhân đầu tư tới 3 triệu 600 000 yên mỗi năm, tương đương 27 .000, 000 Mỹ Kim, là tổng số mức đầu tư tối đa là 18 triệu yên, tương đương 135 ngàn 700 Mỹ Kim. Ngoài những cố gắng thúc đẩy đầu tư của chính phủ, nhu cầu về giáo dục tài chính cũng ngày càng gia tăng khi các bậc phụ huynh lo lắng rằng không biết phải dạy con cái như thế nào về nền kinh tế không sử dụng tiền mặt. Hướng dẫn viên trái phép bị lên án ở tại Thái Lan. Nhóm hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc hợp pháp ở tại Thái Lan đang kêu gọi chính phủ đưa ra hình phạt đối với các trường hợp hành nghề bất hợp pháp ở tại nước này hiệp hội hướng dẫn viên chuyên nghiệp thái lan đã thảo luận về việc này là ngày càng có nhiều hướng dẫn viên du lịch của trung quốc làm việc bất hợp pháp tại thái lan kể từ khi trung quốc tuyên bố mở cửa cho du khách nước ngoài thì số lượng công ty lữ hành của trung quốc sang thái lan đã gia tăng đáng kể chủ tịch hiệp hội đưa ra cáo buộc là các công ty này tràn vào các khu du lịch nổi tiếng điều hành tour du lịch làm tê liệt hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch địa phương Pasan Sutanuwong, là thành viên điều hành hiệp hội, cho biết khách Trung Quốc đã quay trở lại Thái Lan với số lượng lớn vào tháng Giêng. Tuy nhiên, chính nhóm hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc hoạt động không có giấy phép mới là những đối tượng hưởng lợi từ việc này. Hiệp hội đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên một số cơ quan chính phủ yêu cầu phải xử phạt các đối tượng này. Nhưng chính phủ Thái Lan hiện nay vẫn chưa có hành động nào. Các công ty lữ hành ở tại Thái Lan chủ yếu là do người Trung Quốc làm chủ, bày tỏ công ty cần phải có nhân sự biết tiếng Trung Quốc, phải thuê những người nước ngoài. Trong khi đó, các hướng dẫn viên du lịch nói được tiếng Trung Quốc được cấp phép vẫn còn phải đang loay hoay để tìm việc. Đại diện Hiệp hội cho biết, mặc dù lượng khách du lịch tăng vọt kể từ tháng 10 năm ngoái, nhưng việc làm cho các hướng dẫn viên hợp pháp ở tại Thái Lan không tăng theo tỷ lệ tương tự. Đại dịch COVID-19 là trở ngại lớn đối với các hướng dẫn viên du lịch hợp pháp tại Thái Lan nhiều hướng dẫn viên đã phải bỏ nghề và tìm kiếm công việc mới ở trong ngành khác bởi vì biên giới đóng cửa. Và đó là phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam.